Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, những năm gần đây, mỗi khi hạn mặn gay gắt, người dân ở các vùng ngọt hóa của đồng bằng sông Cửu Long lại gồng mình ứng phó với tình trạng sạt lở sụt lún. Ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có những chia sẻ về vấn đề này. Ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái vùng đồng bằng sông Cửu Long cho biết, hiện tượng sụt lún trong các vùng ngọt hóa không mới. Mùa khô năm 2020 ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau và vùng ngọt hóa Gò Công, Tiền Giang đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng. Các vùng này không phải là vùng ngọt tự nhiên quanh năm mà là vùng ngọt hóa, có hai mùa mặn ngọt. Mùa mưa, vùng Trần Văn Thời ngọt nhờ nước mưa, vùng Gò Công ngọt nhờ nước mưa và nước sông Tiền. Mùa khô, nước mặn từ biển vào hoặc pha với nước ngọt thành nước lợ. Sau khi bao đê ngăn mặn, trữ ngọt quanh năm, gặp năm El Nino nắng nóng, nước từ mùa mưa bốc hơi hết. Kênh nội đồng cạn kiệt, đất khô nứt có ngót, xẹp xuống gây sụt lún toàn bộ đất trong đê. Đắp đất làm đường giao thông ven kênh mương khiến sụt lún càng mạnh hơn, đường xá đất gãy. Hiện tượng sụt lún ở vùng ngọt hóa Trần Văn Thời và Gò Công không liên quan đến mực nước sông Mekong. Sụt lún trong các vùng ngọt hóa là hiện tượng khác, không liên quan đến sụt lún chung của toàn vùng đồng bằng. Sụt lún trong các vùng ngọt hóa là sự co ngót, xẹp xuống của các tầng mặt đất do khô hạn, trong khi sụt lún toàn vùng đồng bằng là do khai thác nước ngầm tầng sâu. Các vùng ngọt hóa chịu ảnh hưởng của cả hai hiện tượng này. Trong bối cảnh nước biển dâng, khai thác nước ngầm tầng sâu và thời tiết El Nino cực đoan, các vùng ngọt hóa trở nên mong manh hơn. Sụt lún do khô hạn chỉ xảy ra bên trong các vùng ngọt hóa và đã lặp lại nhiều lần. Ngọt hóa cũng không mang lại lợi ích vì bên trong không có nước. Các phương án khắc phục các vùng ngọt hóa như tiếp tục ngọt hóa để canh tác lúa và cây trái nước ngọt vào mùa khô, nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn chống hạn mặn. Ngăn mặn từ biển vào hiệu quả, nhưng mặn và phèn từ dưới đất sẽ trồi lên, gây khô hạn tuyệt đối vì thiếu nước. Bên cạnh đó, thực hiện quy hoạch tích hợp đồng bằng sông Cửu Long theo nghị quyết 120 của Chính phủ, phân đồng bằng sông Cửu Long thành 3 vùng. Vùng lõi ngọt thượng lưu luôn có nước ngọt, vùng chuyển tiếp lợ ngọt, thích ứng với nước lợ mặn vào mùa khô và vùng mặn quanh năm phát triển hệ thống canh tác mặn. Các vùng ngọt hóa như Gò Công, Trần Văn Thời sẽ chuyển đổi trở lại điều kiện luân phiên ngọt lợ tự nhiên sau năm 2030. Quy hoạch này sẽ loại bỏ hạn ven biển và sụt lún trong các khu ngọt hóa. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cần sự hỗ trợ từ nhà nước để ảnh hưởng đến sinh kế người dân. Thực tế đã chứng minh việc chuyển đổi theo quy hoạch tích hợp đồng bằng sông Cửu Long là phù hợp. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, Ả Rập Xê Út ngày 23 tháng 6 vừa qua cho biết ít nhất 1.300 người đã tử vong trong lễ hành hương Hajj năm nay, với nhiều trường hợp tử vong do sốc nhiệt trong nắng nóng. Chính phủ Ả Rập Xê Út cho biết trong một tuyên bố, khi công bố số liệu chính thức đầu tiên, hệ thống y tế đã giải quyết nhiều trường hợp sốc nhiệt trong năm nay và một số người vẫn đang được chăm sóc. Đáng tiếc là số người chết đã lên tới 1.031. Tuyên bố cũng nêu rõ 83% số người thiệt mạng không được phép hành hương tới Hajj và họ đã đi bộ một quãng đường dài dưới nắng nóng trực tiếp mà không có nơi trú ẩn hoặc phương tiện hỗ trợ. Chính phủ Ả Rập Xê Út chỉ ra trong số những người thiệt mạng có người già và người mắc bệnh mãn tính. Nắng nóng cực độ được cho là nguyên nhân chính gây ra hàng trăm ca tử vong trong lễ hành hương Hajj năm nay. Thánh địa Mecca, nơi tập trung của những người hành hương Hajj, chứng kiến nhiệt độ tăng vọt lên mức kỷ lục 51,6 độ C vào hôm 17 tháng 6. Nhiều cơ quan chức năng cũng cho biết tình hình còn phức tạp hơn do số lượng người hành hương không chính thức. Ả Rập Xê Út chỉ cấp giấy phép cho 1,8 triệu người đến Mecca và số lượng giấy phép sẽ phân bổ cho từng quốc gia. Chính phủ nước này cho hay nhiều người hành hương trái phép là một yếu tố khiến chính phủ phải mất một khoảng thời gian mới có thể công bố số người chết chính thức do khó khăn trong việc nhận dạng. Một số nhân chứng kể với đài truyền hình CNN rằng cứ đi được vài trăm mét, họ lại thấy một thi thể trên đường được phủ vải trắng kín mặt. Họ cho biết thêm, bản thân không nhìn thấy nhân viên y tế hay một chiếc xe cứu thương nào dọc đường. Mặc dù con số tử vong chính thức mà Ai Cập đưa ra là 31, nhưng hãng tin Reuters và các hãng truyền thông khác đưa tin rằng có tới 500 đến 600 người Ai Cập đã thiệt mạng trong cuộc hành hương. Trong cuộc họp ngày 22 tháng 6, nội các Ai Cập cho biết một số nhà khai thác đã không cấp giấy phép chính thức nên một số người không thể vào Mecca, mà thay vào đó phải đi bộ qua những con đường sa mạc. Ngoài ra, báo cáo của nội các cũng cáo buộc một số công ty không cung cấp chỗ ở thích hợp, khiến người tham gia phải chịu nắng nóng. Trong cuộc họp, Thủ tướng Ai Cập Mustafa Mabouli đã gửi lời chia buồn và sự cảm thông chân thành tới gia đình của những người hành hương đã qua đời, cam kết cung cấp cho họ những hỗ trợ cần thiết. Số người chết chính xác trong tổng số người chết trong lễ hành hương Hajj năm nay có thể vẫn tăng vì các chính phủ chỉ biết về những người hành hương đã đăng ký và đến Mecca theo hạn ngạch của đất nước mình. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong ngày hôm nay 25 tháng 6. Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông,
Từ chiều tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, từ chiều tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng phía Bắc từ chiều tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.